tổ chức lễ hội. Tất cả mọi người hãy làm đồ thật đẹp để tham gia dạo hội nhé. Loa 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 loa. Con ơi, bố sẽ may cho con bộ váy thật đẹp để con đi dạo hội nhá. Mình đang livestream đi tặng quà cho người nghèo ngày mùa đông mọi người ạ. À đây mọi người, mình đã bắt gặp hai bố con vô cùng nghèo khổ. Đây, hello xin chào hai bố con nghèo khổ giữa trời đông bút giá mọi người. Đây này, mình đang tặng quà đây, tặng tiền này, rất nhiều tiền, rất là vui vẻ nhận tiền mọi người ạ. Chắc chắn là hai bố con sẽ có cái Tết vô cùng ấm no mọi người ơi. Mình cảm ơn tất cả mọi người nha. Của cho không bằng cách cho. Cô đừng có nghĩ người nghèo là không có lòng tự trọng. Bỏ kiểu sống ảo của cô đi. thông báo lễ hội Hóa Trang. Đi. Ôi, mùi gì ghê đấy nhỉ? Ôi cô này, ai cho cô vứt rác ở đây? Cô phải vứt rác đúng quy định chứ. Người quên rác mới lên tiếng à? Lại còn dẫn theo là con bẩn thỉu đấy chứ. Cô. Bốc mùi quá. Rồi tôi sẽ cho cô thấy. Rồi. Ôi nhìn đi, sau 6:30 chưa có ai ở đây đâu, đừng bao giờ khinh thường người khác.